Chiều 12/11, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức họp với các cơ quan liên quan để trao đổi về vụ án hình sự xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì cuộc họp, khiến 4 người thiệt mạng đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Đây được coi là cuộc họp đặc biệt, không theo trình tự nào. Theo đó, sau bản án phúc thẩm đã có nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại việc tuyên phạt tài xế Lê Ngọc Hoàng với mức án 6 năm tù và phải bồi thường gần 500 triệu đồng. Nhiều người cho rằng vụ tai nạn xảy ra là do xe Innova đi lùi, còn xe container đi đúng làn đường. Chính vì vậy, Tòa án Nhân dân tối cao đã yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ để xem xét. Tại cuộc họp, sau khi nghe Tòa án Thái Nguyên tóm tắt lại quá trình xét xử vụ án, các đơn vị liên quan như Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Khoa học Hình sự, cơ quan điều tra đã tranh luận khá sôi nổi xung quanh vị trí gây tai nạn. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định, tới nay chưa làm rõ được tốc độ xe Innova lùi là bao nhiêu và vẫn chưa xác định được điểm hai ô tô đâm nhau. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, đây là hai điểm mấu chốt của vụ việc. Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ngô Văn Sơn, SN 1978, ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, lái xe Toyota Innova mang BKC-99A142.53 chở theo 10 khách di chuyển từ Bắc Ninh lên thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, để ăn cưới. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi vừa đi qua lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Sơn đi chậm lại để hỏi đường. Lúc đó, Sơn bật xi nhan phải, lái ô tô vào lề đường ngoài cùng bên phải để một cháu bé xuống nôn do say xe. Sau đó, Sơn lùi xe theo hướng Thái Nguyên Hà Nội để đi ra nút giao Yên Định thì bị chiếc xe đầu kéo mang BKC-89C07917 kéo theo rơ móc mang BKC-89L00465 do tài xế Lê Ngọc Hoàng, tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng. Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết. SN 1985, ở xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình, cầm lái tông trúng. Tài xế Ngô Văn Sơn bị cáo buộc chở quá số người quy định, vi phạm luật giao thông đường bộ khi cho phương tiện đỗ, lùi xe trên đường cao tốc. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 202 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ngô Văn Sơn bị tuyên phạt 10 năm tù, Lê Ngọc Hoàng bị tuyên phạt 8 năm tù vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tòa xác định chiếc xe đầu kéo BKC-98C07917, rơ móc BKC-89L00485 do Hoàng điều khiển là thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hiếu Thảo, do vậy công ty này phải có trách nhiệm bồi thường thay cho lái xe Hoàng. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử phúc thẩm đã tuyên sửa án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Ngô Văn Sơn từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù. Bị cáo Lê Ngọc Hoàng từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.